Cô dâu 62 tuổi lấy chồng 26 tuổi lộ clip nhảy hồi xuân từng bị đồn liên quan đường dây bán hoa. 5 năm kể từ đám cưới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cặp đôi thu sao hoa cương vẫn đang tận hưởng cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên nhau. Mới đây trên kênh TikTok, cô dâu U70 còn tải những đoạn video nhảy múa hướng dẫn tập thể dục để giữ gìn nhan sắc. Theo đó, cưới chồng kém 35 tuổi, cô thu sao sinh năm 1957 luôn duy trì thói quen làm đẹp trùng tu nhan sắc. Cặp đôi đã lập kênh TikTok để chia sẻ cuộc sống đời thường. Mới đây, cô thu sao đã đăng tải hàng loạt video dạy nhảy trên nền tảng này, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Cụ thể, cô đã ghi lại khoảnh khắc mình tập thể dục nhảy múa liên hồi trên nền nhạc. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ với cộng đồng mạng rằng hãy chăm sóc sức khỏe là vàng. Tuy nhiên, đoạn dạy nhảy này của cô thu sao cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, một số người cho rằng cô đã thật sự hồi xuân, vui vẻ, yêu đời hơn khi gặp đúng người yêu thương mình. Một số ý kiến khác lại cho rằng những bài nhảy này không phù hợp với cô. Đồng thời, họ khuyên rằng cô nên chuyển sang những động tác và bộ môn thể dục phù hợp hơn. Tuy vậy, cô thu sao vẫn luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, không đáp trả gạch đá từ dư luận. Dù ở tuổi 67, cô vẫn có làn da trắng sáng, ít nếp nhăn, mũi cao thẳng tắp. Hình ảnh trên đã khiến không ít người bất ngờ, thậm chí khen ngợi rằng lấy chồng đúng người trẻ ra chục tuổi. Trước đó, cô thu sao cũng khẳng định hạnh phúc của cặp đôi chênh lệch 35 tuổi là có thật. Đồng thời, cô cũng tự hào về điều đó, cho biết mình càng khỏe mạnh, lanh lợi, xinh đẹp và hồn nhiên. Năm 2018, cuộc hôn nhân của cặp đôi thu sao hoa cương là đề tài gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Họ được biết đến nhiều bởi danh xưng cô dâu 62 chú rể 26 tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người khiến họ chịu không ít hoài nghi, chỉ trích. Sau khi trở nên nổi tiếng, Hoa Cương và Thu Sao lại khiến cư dân mạng càng thêm mất cảm tình khi liên tục động chạm dao kéo để thay đổi ngoại hình. Bên cạnh đó còn nhận lời quảng cáo dày đặc, thường xuyên có những phát ngôn hành động gây nhức mắt trên mạng. Cách đây không lâu bỗng rộ lên tin đồn Thu Sao đã qua đời vì biến chứng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng chú ý, Hoa Cương bị cho là người vũ phu, thường xuyên động tay động chân với vợ lớn tuổi. Trước những tin đồn thất thiệt này, Thu Sao và Hoa Cương đã livestream đính chính. Người chồng cho biết thời điểm đó cả hai rất bận rộn nên mới không xuất hiện nhiều trên mạng. Anh khẳng định mình và vợ vẫn rất ổn. Nếu ai đến Cao Bằng hoàn toàn có thể gặp họ. Đây không phải lần đầu cô dâu Thu Sao vướng tin đồn thất thiệt. Trước đó năm 2018 trên YouTube xuất hiện đoạn clip cắt ghép hình ảnh của chị Thu Sao cùng tiêu đề gây chú ý. Cô dâu 62 tuổi bị bắt khẩn cấp vì liên quan đến đường dây MD xuyên quốc gia. Không chỉ vậy, trên YouTube còn có hàng loạt những đoạn clip khác ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị công an bắt. Nhưng bức hình xuất hiện ngay cạnh lại là chị Thu Sao. Tất cả đều có tiêu đề khá giật gân như chồng của cô dâu 62 tuổi bất ngờ qua đời, cô dâu 62 tuổi bị mời lên công an làm việc, hay thậm chí là cô dâu 62 tuổi làm chuyện động trời với bố chồng. Các đoạn clip trên đều nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Phát hiện thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến mình, chị Sao tức giận bày tỏ: con người ta sống, sống có phúc, sống có đức, mặc sức mà hưởng lộc. Ai gieo nhân nào thì gặp quả đó, trời sẽ quả báo thôi. Ai làm được việc này là đang tạo khẩu nghiệp đó. Trong đầu bạn đang chứa đầy tội ác, bạn sẽ sớm nhận được hậu quả. Chị Sao còn chia sẻ thêm, chỉ vì những thông tin bị công an bắt này mà nhiều bạn bè đã đến tận nhà hỏi thăm. Khi phát hiện đều là lời vu khống, họ đều rất bức xúc. Bỏ qua những ồn ào không đáng có, cặp đôi đang có dự định trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Hoa Cương cho biết mùa hè ở bên bờ suối cạnh nhà là không gian vô cùng tuyệt vời. Cùng bạn bè về nhà ăn uống trò chuyện sẽ rất thư giãn mát mẻ. Ngoài lâu đài tình ái này, cặp đôi còn có một ngôi nhà mặt phố ở Cao Bằng. So với căn hộ tiện nghi bằng gỗ của vợ chồng Thu Sao, căn nhà của bố mẹ Hoa Cương cũ kỹ hơn rất nhiều. Nhà chồng cô Thu Sao chỉ cải tiến hơn ngôi nhà hàng xóm bên cạnh là phần sàn được làm bằng sắt. Trước đây khi khoe nhà mới, cô Thu Sao từng nhận được lời khuyên của một dân mạng rằng nên xây nhà cho bố mẹ Hoa Cương trước, vì họ hiền lành và cũng sống trong không gian chẳng được rộng rãi. Nhưng trước lời góp ý này, cô Thu Sao giữ thái độ im lặng.